Trong suốt hành trình tính đến thời điểm hiện tại, rạp phim yêu thương toàn phục vụ các em nhỏ, phần lớn ở lứa tuổi nhi đồng. Ngày hôm nay, chương trình đã đến với những em lớn hơn và cũng theo tiêu chí phục vụ ban đầu. Đây là những em cũng có hoàn cảnh khá đặc biệt. Rời Đà Nẵng, chúng tôi đến với đất Quảng Bình anh hùng trong một buổi chiều âm u khi cơn bão số 3 sắp tràn vào Việt Nam. Thành phố đồng hới với con sông Nhật Lệ hiền hòa trong vắt hiện ra trong cơn mưa nhỏ trước bão. Địa điểm chiếu phim của chúng tôi hôm nay là tại trường trung cấp Luật Đồng Hới. Gọi là trường trung cấp, nhưng nơi đây có rất nhiều thiếu niên trọ học văn hóa từ lớp 9 đến lớp 12. Các em đến với rạp phim đa phần là người từ miền núi, thuộc các dân tộc thiểu số như Vân Kiều, Prư, Trích, Mường, Hơ Mông, v.v. Cũng vì điều kiện vùng sâu, vùng xa, nên hầu hết các em chưa biết đến phim 3D bao giờ. Đến địa điểm chiếu từ sáng, chúng tôi được sự giúp đỡ rất nhiệt tình của các anh chị em giáo viên và đoàn thanh niên. Mỗi người một tay lắp đặt, chẳng mấy chốc thiết bị đã được lắp đặt xong. Các cửa sổ được che chắn cẩn thận để tránh bóng phản chiếu trên màn hình. Banner và backdrop cũng được treo ngay ngắn trong phòng hội trường. Suất chiếu đầu tiên sẽ diễn ra lúc 2:30 chiều. Lúc chúng tôi tới, các em đang ngồi chờ sẵn trong rạp phim. Muốn quen mắt với các em lứa tuổi nhỏ nhỏ nên chúng tôi hơi sốc khi trong hội trường toàn những em lớn thuộc lớp 9, 10. Cả đoàn nhanh chóng phát kính phát quà và buổi chiếu phim bắt đầu. Lại một lần nữa, chúng tôi ngạc nhiên khi các em hưởng ứng quá nhiệt tình. Sự ấn tượng của 3D mang đến cho các em đầy đủ những cảm xúc phấn khích, chẳng khác nào các em nhỏ. Buổi tối, chúng tôi phục vụ thêm một suất nữa, cũng như suất chiếu trước. Các em ngồi kín hội trường, không khí xem phim thậm chí còn sôi động hơn cả buổi chiều. Các em ngồi xem và cảm hứng say mê đến mức truyền cảm hứng sang cho anh em chúng tôi, khiến chúng tôi xem lại bộ phim đã chiếu hơn chục lần tại các địa điểm vừa qua với những cảm xúc tươi mới như lần đầu tiên. Sau 2 giờ xem phim, tất cả ra về, trật tự và mãn nguyện. Các em giúp chúng tôi thu dọn trang thiết bị, kê lại bàn ghế và dọn dẹp hội trường sạch sẽ để sẵn sàng cho buổi học hôm sau. Trước khi về khách sạn nghỉ ngơi, anh em có một bữa ăn khuya thân mật với đoàn trường. Tạm biệt Quảng Bình, ngày mai chúng tôi sẽ đến với Nghệ An. Xin chân thành cảm ơn trường trung cấp Luật Đồng Hới. Các anh chị em đoàn trường đã góp sức rất nhiệt tình để chương trình thành công tốt đẹp. Rạp phim yêu thương sẽ tiếp tục hành trình chiếu phim phục vụ các em trên nhiều tỉnh thành khắp cả nước. Đây là chương trình do tiện nghi.vn thực hiện với sự tài trợ của công ty điện tử LG Việt Nam.